Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Siêu bão Noru dự báo giật cấp 16 đổ bộ vào miền Trung lúc rạng sáng ngày 28 tháng 9. Siêu bão Noru, bão số 4, hiện đang giật cấp 16, dự báo còn mạnh lên cấp 17, đổ bộ vào ven biển khu vực các tỉnh từ Quảng Trị tới Bình Định với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 14, từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 16. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão số 4, siêu bão Noru lúc 6 giờ ngày 27 tháng 9 ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 112,4 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 14, từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25 km/h. Trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 300 km, Quảng Nam khoảng 250 km, Quảng Ngãi khoảng 240 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 15, từ 150 đến 183 km/h, giật cấp 17, cấp siêu bão. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km. Đến 4 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Trị, Bình Định, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đi vào đất liền Trung Trung Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền đê kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão, chế độ rủi ro thiên tai cấp 4. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ, vùng biển phía Tây Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, 10, sau tăng lên cấp 11, 12, vùng gần tâm bão cấp 14, 15, giật cấp 17, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, sóng cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Từ sáng ngày 27 tháng 9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ chiều ngày 27 tháng 9, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, sau tăng lên cấp 11, 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão 6 đến 8 mét, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nước dâng do bão cao từ 1 đến 1,5 mét. Mực nước tổng cộng, nước dâng bão kết hợp với thủy triều cao 2 đến 2,5 mét. Nguy cơ cao ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng, do bão và sóng lớn. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền. Từ tối và đêm ngày 27 tháng 9, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 12, 13. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10.
Từ sáng ngày 28 tháng 9, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Bão số 4 đang tăng lên cấp 14, nhiều nơi ở Trung Bộ bắt đầu mưa to. Bão số 4 đang đi qua quần đảo Hoàng Sa và đã mạnh lên cấp 14. Đêm nay bão sẽ vào vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định. Tốc độ gió này sẽ gây mưa rất lớn cho đất liền. Bão duy trì sức gió rất mạnh khi vào gần bờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 112,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 250 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 150 km tính từ tâm bão. Sáng nay, lúc 6 giờ, tâm bão cách bờ biển Cửa Đại, Quảng Nam 428 km về phía đông. Mắt bão đã rõ, sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16, vận tốc gió giật tối đa 165 km/h. Bão sẽ tiếp tục mạnh lên trong vòng 12 giờ tới đây, với vận tốc gió đều có thể lên đến 150 km/h, gió giật 195 km/h. Sau khi tăng cường độ, bão sẽ duy trì sức mạnh và đi vào gần bờ vào đêm ngày 27 tháng 9. Khi tiếp cận bờ, bão được dự báo sẽ giảm một chút và có sức gió đều khoảng 140 km/h, giật 165 km/h ngay sát bờ biển khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Tâm bão và vùng gió siêu lớn đi vào đất liền các tỉnh trên từ 7 giờ sáng ngày 28 tháng 9, tuy nhiên từ đêm ngày 27 tháng 9 đã có gió giật sóng cồn. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 300 km, Quảng Nam khoảng 250 km, Quảng Ngãi khoảng 240 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, từ 150 đến 183 km/h, giật cấp 17. Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 4 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 108,9 độ Kinh Đông trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Trị, Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền Trung Trung Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ. Vùng biển phía Tây Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, 10, sau tăng lên cấp 11, 12. Vùng gần tâm bão cấp 14, 15, giật cấp 17, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, sóng cao 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Bắt đầu gió mạnh, mưa lớn trên đất liền từ sáng ngày 27 tháng 9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ chiều ngày 27 tháng 9, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10 sau tăng lên cấp 11, 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16, sóng biển cao 3-5 mét, vùng gần tâm bão 6-8 mét, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nước dâng do bão cao từ 1-1,5 mét, mực nước tổng cộng, nước dâng bão kết hợp với thủy triều
cao 2m đến 2,5m, nguy cơ cao ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng do bão và sóng lớn. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ tối và đêm ngày 27 tháng 9, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 12, 13. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Từ sáng sớm ngày 28 tháng 9, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 250 đến 350 mm một đợt, có nơi trên 450 mm một đợt. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm một đợt, có nơi trên 300 mm một đợt. Từ ngày 28 tháng 9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Bão mang đến một lượng mưa rất lớn nên nguy cơ ngập do bão rất cao. Bão vào đất liền đúng lúc chiều cường cao nên sẽ có nguy cơ ngập do nước biển ở vùng thấp ven biển. Do bán kính bão lớn, các tỉnh trong vùng ảnh hưởng của gió mạnh bao gồm từ Khánh Hòa đến Quảng Bình và Bắc của Tây Nguyên. Vùng ảnh hưởng gió siêu mạnh gồm Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị. Người dân sống trong nhà cấp 4, nhà lợp mái tôn nên sơ tán khẩn cấp trước khi bão đổ bộ đất liền. Cứu thành công 14 thuyền viên ngay trước mũi bão Noru. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu thành công 14 thuyền viên gặp nạn ngay trước khi bão Noru ập đến. Lãnh đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Vietnam MRCC cho biết, vào 11 giờ 05 phút ngày 25 tháng 9, Vietnam MRCC nhận được thông tin báo nạn từ tàu China Probe 1, quốc tịch Panama, trọng tải 4.915 tấn, tàu chở 5 tấn dầu DO và 23 tấn dầu FO. Trên tàu có 14 thuyền viên, 5 thuyền viên quốc tịch Việt Nam, 9 thuyền viên quốc tịch Trung Quốc khi đang hành trình từ Vũng Tàu, Việt Nam đi Macau, Trung Quốc, đến vị trí 16.034 vĩ độ Bắc, 107.052 kinh Đông thì bị hỏng máy chính lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày. Các thuyền viên trên tàu nỗ lực khắc phục sửa chữa nhưng không thành công. Tàu mất khả năng điều động và trôi dạt dưới thời tiết xấu do chịu ảnh hưởng bởi bão số 4, bão Noru. Tiếp nhận thông tin báo nạn từ tàu, Việt Nam MRCC đã phối hợp với Đài Thông tin Duyên Hải Đà Nẵng phát thông báo khẩn cấp kêu gọi các tàu thuyền trong khu vực đến hỗ trợ cho tàu bị nạn, phối hợp Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế để triển khai các biện pháp hỗ trợ cho tàu gặp nạn, đồng thời hướng dẫn thuyền viên trên tàu thực hiện các biện pháp thả neo tránh trôi dạt và phòng tránh sự cố tràn dầu. Đến 10 giờ 20 phút ngày 26 tháng 9, tại khu vực tàu bị nạn, không có phương tiện có khả năng hỗ trợ, cứu giúp do thời tiết khắc nghiệt. 14 thuyền viên trên China Probe 1 bắt đầu hoảng loạn khi bão số 4 đã gần kề. Nhận thấy tình hình cấp bách, Việt Nam MRCC đã điều động tàu SAR 412 rời bến thực hiện nhiệm vụ cứu nạn thuyền viên tàu China Probe 1. Khoảng 15 giờ ngày 26 tháng 9, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu China Broad One và triển khai cứu nạn. Dưới sự hỗ trợ của tàu SAR 412, 14 thuyền viên gặp nạn được hướng dẫn rời tàu an toàn và chuyển sang tàu SAR 412 để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế. Sau khi được cứu toàn bộ 14 thuyền viên tàu China Broad One, tàu SAR 412 đưa các thuyền viên này về cảng Chân Mây, Thừa Thiên Huế để bàn giao lúc 17 giờ 20 phút cùng ngày. Đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!